Sám văn. Đã sám hối thân nghiệp, khẩu nghiệp rồi, tiếp theo lại sám hối ý nghiệp cho thanh tịnh. Tâm trong sạch là nguồn gốc giải thoát, ý thanh khiết là nền tảng của thăng tiến. Vô lượng khổ đều do ý tạo ra. Nếu thân và khẩu không được vừa ý, thì tâm càng sinh độc ác, muốn sát hại nhau không thương xót. Như chúng con hơi có chút ghẻ ngứa đã không thể chịu được, nhưng nếu việc ấy xảy cho người thì lại thấy là đau khổ không bao nhiêu. Hễ thấy lỗi của người thì muốn tuyên nói ung sùm, còn mình có lỗi thì giấu nhẹm không muốn ai biết. Có tâm như vậy thật là xấu hổ. Phật dạy rằng, giặc cướp công đức không gì hơn sân si. Khởi một niệm sân thì trong tất cả ác không có niệm nào ác hơn nữa, vì một niệm sân tạo ngàn vạn chướng ngại. Chướng không thấy bồ đề, không nghe chánh pháp, làm cho phải sinh vào đường ác, bị nhiều tật bệnh, bị người khủy báng, sinh ra ám độn. Hay gần ác tri thức, không ưa làm lành, thường xa chánh kiến, chánh giáo của Phật, xa vào cảnh ma, bội nghịch thiện tri thức, bị các căn khiếm khuyết, hay sinh vào gia đình tạo nghiệp ác, sống nơi biên địa hạ tiện. Những chướng như vậy đều do sân hận, nhiều không thể kể hết. Chúng con từ vô thủy đến nay đã có vô lượng vô biên ác tâm sân hận. Khi khởi sân thì không kể gì bà con họ hàng, sinh khởi phiền não và tâm ác độc mãnh liệt mà không tự biết. Tuy bên ngoài không thực hiện được, nhưng trong ý tưởng thì gì cũng có thể nghĩ đến. Nếu như niệm ác mà tâm vừa nghĩ ra có thể thực hiện được, thì ắt là thống khổ sẽ giáng xuống, tràn lan cho mọi người. Do vậy mà, khi thiên tử nổi giận thì thay phơi đầy đường ngàn dặm, biển sinh tử không có ngày ra, tất cả tội ác ấy ngày nay sám hối nguyện xin trừ diệt. Nguyện từ nay giữ giới trong sạch, không làm ô uế đạo tâm, thường tu nhân nghĩa, luôn nhớ báo ân cha mẹ, sư trưởng, quốc vương, xem mọi người như mình, hiểu thông chánh pháp, kiên tâm cầu đạo bồ đề, tự khai ngộ và trở lại hóa độ vô biên chúng sinh, đồng thành chánh giác. Hai mẹ con. Ở Thượng Hải, có nữ sinh viên đại học năm 2, tin Phật theo mẹ. Hôm nọ, cô quyết tâm trì giới, thề dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường. Biết Ngài tuyên hóa từng phát nguyện, ai không gặp Ngài mà muốn quy y Ngài, thì đối trước hình Ngài lễ vạn lạy, liền trở thành đệ tử Ngài. Được Ngài ban cho pháp danh như sau: đặt tên quả, đứng trước chữ cuối tên đời của mình, thành là pháp danh. Hai mẹ con quyết định mỗi ngày lễ hòa thượng tuyên hóa 300 lạy, nguyện làm đệ tử Ngài. Cô con gái còn nói, nếu mẹ lại xong vạn lại trước thì là sư huynh, mình làm sư đệ. Ngày đầu tiên, khi con gái lại được 37 lễ, thì bỗng thấy Ngài tuyên hóa ngồi trên ghế trước mặt, tay cầm tích trượng, toàn thân phóng kim quang, mỉm cười hiền từ nhìn cô. Cô kinh ngạc mừng vui gọi mẹ, nhưng mẹ cô chạy đến thì chẳng thấy gì. Từ đó, cô lễ lại thành tâm gấp trăm lần, lễ xong một vạn, do cô tên là Di. Khi ghép chữ quả vào ở trước, thành là pháp danh Quả Di. Mẹ cô lễ vạn lại xong trước con gái, tuy bà không thấy hiện tượng lạ hay điềm lành gì, song vẫn rất kính tin Ngài tuyên hóa. Hôm nọ, hai mẹ con ngồi trên giường đùa giỡn. Con gái hứng chí đưa tay đấm vào vai mẹ. Mẹ cô vừa cười vừa la: sư phụ, Ngài chẳng quản đệ tử để nó đấm con đây này. Bà vừa dứt lời thì thấy con gái buông tay xuống, mặt mỉm cười, lộ vẻ xấu hổ không nói chi. Người mẹ hỏi con: sao thế? Cô gái đáp: con bị sư phụ phê bình là không biết quy củ, nề nếp, chẳng tôn trọng mẹ. Tôi trích kể câu chuyện nhỏ này cho độc giả nghe là muốn chứng minh
Nếu bạn có tâm thành thì sẽ chiêu cảm ứng cùng chư Phật, Bồ Tát và tất cả chúng sinh. Cho dù nhất thời bạn không nhìn thấy chư Phật, Bồ Tát, nhưng chư Phật, Bồ Tát vẫn luôn tồn tại. Giống như trong kinh Đại Thừa Bổn Sinh Tâm Địa Quán đã ghi: giả như chúng sinh tôn kính Như Lai, hoan hỷ tu hành Pháp Đại Thừa, tôn trọng Tam Bảo, người này nhất định nghiệp chướng tiêu trừ, phúc huệ tăng trưởng, thành tựu thiện căn, sớm được thấy Phật, vĩnh lìa sinh tử, chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Mong mỗi người chúng ta hãy tự cố gắng tu, sớm viên thành đạo. Om Ha 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 Un Sam Mo Di So Ha Ha.